đẹp Bích Thủy bên Messi nữ Alexia Putellas. Sau trận giao hữu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thủy hào hứng, phấn khích khi gặp mặt ngôi sao Alexia Putellas. Hình ảnh này phản chiếu phần nào tâm thế của đội tuyển nữ Việt Nam khi bước vào World Cup 2023. Trên trang cá nhân, Bích Thủy thể hiện niềm vui khi được chụp ảnh cùng Putellas. Cô viết dòng trạng thái dí dỏm, xin vía để đá hay như bạn Alexia Putellas. Vậy Putellas là ai mà lại khiến trụ cột đội tuyển nữ Việt Nam hào hứng đến thế? Putellas chính là trụ cột của đội tuyển nữ Tây Ban Nha, chủ nhân của hai danh hiệu quả bóng vàng, hai danh hiệu FIFA The Best, cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu trong hai năm 2021-2022 liên tiếp. Thời điểm này, không ai có thể phủ nhận được rằng Putellas đang là cầu thủ nữ hay nhất thế giới. Cô còn được mệnh danh là Messi của bóng đá nữ với bảng thành tích cá nhân và tập thể đồ sộ, trong đó có hai lần cùng câu lạc bộ Barcelona đoạt vô địch Champions League. Trong cuộc so tài với đội tuyển nữ Việt Nam, Putellas không thi đấu vì cô chưa khỏi chấn thương. Tuy nhiên, các đồng đội của Putellas cũng đã chứng tỏ được đẳng cấp. Họ giành chiến thắng với một cách biệt khổng lồ, 9 bàn không gỡ. Ngay lần đầu góp mặt tại giải đấu danh giá nhất hành tinh, đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp thử thách cực đại. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nằm cùng bảng với Mỹ, đội vô địch World Cup 2 lần liên tiếp 2015-2019 và Hà Lan, đội đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA và cũng là đương kim Á quân thế giới. Vì thế, nhiều người lo ngại rằng đội tuyển nữ Việt Nam có thể chịu những thất bại nặng nề như Thái Lan cách đây 4 năm. Tại World Cup 2019, đội tuyển nữ xứ Chùa Vàng để thua cả 3 trận trước Mỹ, Thụy Điển và Chile. Ở cuộc đối đầu Mỹ, họ thậm chí nhận thất bại 0-13. Vậy nếu đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm như thế thì sao? Câu trả lời là, bình thường, bởi lẽ, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung thua kém những đội bóng hàng đầu thế giới về mọi mặt. Từ thể hình, thể lực đến trình độ. Điều quan trọng nhất là đội tuyển nữ Việt Nam cần thể hiện một tinh thần như của Bích Thủy khi cô tự hào được đứng cạnh Putellas. Khi ấy, những gánh nặng về tâm lý có thể được gỡ bỏ và đôi chân mới trở nên thanh thoát. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.